Hoa hậu Hehenye vào top 20 bộ váy dạ hội đẹp nhất trong các cuộc thi hoa hậu toàn cầu. Trong bảng xếp hạng 20 bộ váy dạ hội đẹp nhất trong các cuộc thi hoa hậu lớn trên thế giới trong khoảng 20 trở lại đây, hoa hậu Hehenye cũng góp mặt, nhưng không phải là thiết kế màu vàng đình đám trong đêm bán kết Miss Universe 2018. Đứng đầu top 20 là bộ váy lấy cảm hứng từ dung nham núi lửa của hoa hậu Hoàn Vũ 2018 Catriona Gray, Philippines, bộ váy gây choáng ngợp ngay khi Catriona bước ra sân khấu. 2. Thiết kế gần như trong suốt màu tím nhạt của hoa hậu Indonesia Aura Charisma, top 5 Miss Grand International, hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020, được đánh giá là thiết kế dạ hội đẹp nhất trong đêm chung kết Miss Grand 2020. 3. Thiết kế cầu kỳ, lộng lẫy và vô cùng nổi bật của hoa hậu Thái Lan Amanda, top 10 Miss Universe lần thứ 69, với cách pha màu cũng như đính kết tỉ mỉ, Amanda dường như đang khoác cả dải ngân hà trên người. 4. Thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết của chiếc váy dạ hội đã giúp Gabriela Marcus, hoa hậu Brazil tỏa sáng bên cạnh các đối thủ mạnh, cô lọt top 5 Miss Universe 2012. 5. Nếu có giải thưởng cho thiết kế dạ hội độc đáo nhất lịch sử Miss Universe thì Rivera, Puerto Rico, hoa hậu Hoàn Vũ 2006 chắc chắn sẽ là người ám giải. Đêm chung kết, cô mặc chiếc đầm xuyên thấu, được làm hoàn toàn bằng sợi kim loại theo phương pháp thủ công cầu kỳ, rất nặng. 6. Thêm một thiết kế xuyên thấu lấp lánh lọt top, bộ váy dạ hội được Miss Grand International 2017, hoa hậu Peru Maria Jose Lara mặc trong đêm chung kết. 7. Hoa hậu Canada Marta Stepien với thiết kế 2 trong 1, hôm bán kết Miss Universe 2018, cô mặc chiếc váy ánh kim ôm sát khoe chọn đường cong gợi cảm. Tuy nhiên đến đêm chung kết, phần tà khá nặng nề được thêm vào phía sau đã khiến cô bị mất điểm, cô dừng chân ở top 10. 8. Hoa hậu Thái Lan Maria Pulatlap, top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2017, cô mặc một thiết kế tối màu tuyệt đẹp trong đêm chung kết. Cô cao tới 1m84 và được đánh giá là một trong những hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Thái Lan. 9. Hoa hậu Indonesia Frederica Kun với thiết kế xuyên thấu đính đá lấp lánh trong đêm chung kết Miss Universe 2019, cô lọt top 10. 10. Thiết kế màu xanh lấp lánh xuyên thấu vô cùng táo bạo của hoa hậu Brazil tại đêm chung kết Miss Grand International 2020, cô lọt top 5 và giành danh hiệu người đẹp có thân hình đẹp nhất. 11. Hoa hậu Ukraine Diana Hakusa, top 5 Miss Universe 2014, bộ váy dạ hội màu hồng đậm nổi bật của cô là một thiết kế thuộc dòng Haute Couture của thương hiệu Tony Watt. 12. Thiết kế lấp lánh giúp hoa hậu Philippines Zeza Hiller xinh đẹp như một nàng tiên cá, cô lọt top 10 Miss Supranational, hoa hậu siêu quốc gia 2018. 13. Hoa hậu Ấn Độ Meenakshi Choudhary với bộ váy màu nude đính đá trong đêm chung kết Miss Grand International 2018, cô giành vị trí Á hậu 1. 14. Hoa hậu Costa Rica Yvonne Serdas mặc một thiết kế nổi bật cam màu đỏ rực trong đêm chung kết Miss Universe lần thứ 69, cô lọt top 10. 15. Hoa hậu Thái Lan Namoy Chanaphan, cô là thí sinh gây rất nhiều tiếc nuối vì chỉ dừng chân ở top 10 Miss Grand International 2028. Thiết kế dạ hội của cô trong đêm bán kết được đánh giá rất cao. 16. Đêm chung kết Miss Universe 2015, Hoa hậu Úc Monica Radulovic nổi bật trong một thiết kế siêu lấp lánh, cô lọt top 5 chung cuộc. 17. Hoa hậu Colombia Andrea Tover mặc một thiết kế ánh kim đẹp lộng lẫy với những đường thiết kế khá cầu kỳ trong đêm chung kết Miss Universe 2017, cô giành vị trí Á hậu 2 chung cuộc. 18. Hoa hậu Việt Nam Hehenye mặc một thiết kế màu bạc đính đá trong đêm chung kết Miss Universe 2018, cô lọt top 5, vị trí cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. 19. Hoa hậu Colombia Ariadna Gutierrez Arevalo ghi điểm với thiết kế mang cảm hứng từ nàng tiên cá trong đêm chung kết Miss Universe 2015. Tuy nhiên, cô gây tiếc nuối vì bị trao nhầm vương miện, cô chỉ là Á hậu 1. 20. Hoa hậu Indonesia Felicia Hoàng chốt sổ top 20 trong bộ váy với các hoa văn khiến người xem liên tưởng tới chiếc bình sứ. Cô giành vị trí Á hậu 2 của Miss International 2016. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.